Nay là mình nhận được cái công trình này đi lắp lán ở trong rừng để trông bãi hồi cho một hộ gia đình nhé mọi người nhé. Đây, đang chở cột đi lắp. Vì trong rừng nó không có điện nên là phải làm tất ở nhà xong bắt đầu đi về đấy mới lắp thôi. Đường đi khá là treo leo. Cột đấy sự dựng sẵn bê tông. Sau khi lắp ráp một buổi chiều đã hoàn thiện phần trên. Ngày mai đến thì lợp cái nữa là xong. Hàn sẵn ở nhà và dừng lắp. Bây giờ tối rồi, nghỉ thôi. Lán trông hồi. Ai có nhu cầu lán chạy bằng sắt thì liên hệ chỗ anh Mười nhé.